chicha acaba. Epa, aqui no Rio, na limpeza, encontramos dois bagres. Como estamos a ver aqui, pessoal? Okay. Dois bagres. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tuy Phong. Hôm nay các bạn đi dặm suối thì bắt được hai con cá chê này mình sẽ để thả lên trên trên cái hồ trên này. Esipo đề hoặc là đề sa sa yuki ni vi vi mà. Dạ một hê. Si si. Nada. Một hê. Tu tá vendo? Não vive mais. Por quê? Porque mas apertar. Ele escorregar como nós escorregamos morrer já. Mình bị bỏ mang thả thì nó chết mất rồi. Tao bông đẹp phôi vua tù á. Để xa vi vu đang sim mà. Em đi đẹp phôi gran được. Si. Gran đi xin cụ kino đít kino đết kino. Đết. Xin ép đi xe. Xe ga đết kino. Ép xì xô để xa con me. Hai con đi nó chết rồi thì các bạn ấy sẽ để ăn. Ở chỗ này là dòng nước nó ngược lên. Nếu mà cá chê này mà thả trên cái hồ nước kia nước nhiều vậy, sau này là nó lớn rất là to. Nấu tanh banh cà ran được. A sinh để xa mò ra lên xin bông bù được tan kè ai giá tênh. Tan kè lên xin giá tênh ở miền Tam Mai xô. Để bôi mu tù gran nữa. Bù minh gù. Cứ đa đù ở tênh co bà đá. Cô ra cù xe ca tênh. Cô ra cù xa tôi đi phòng. Đang kêu các bạn ơi, cả móc phải rắn. Sáng nay là bạn Oliver đủ làm cái dàn này. Cà răng nghe. Ở đây thì rất là nhiều cua. Chỗ này là chỗ nước nó ngược, nó có rác, nó cua lên ở đây nhiều. Ok. Còn đã bốt xù để bố comment. Các bạn ấy hai con chê các bạn ấy bóp đầu nên là nó chết mất chứ không, nó không chết thì thả lên trên hồ trên kia. Ở hồ trên kia đang rất là cần cá để thả đấy cho nó lớn. Hôm nay các bạn ấy phải tổng vệ sinh lại một lần nữa ở cái suối. Suối đợt vừa rồi các bạn mới phát cỏ và dọn qua thôi, vẫn chưa sạch lắm. Hôm nay các bạn tiếp tục dọn thật sạch khu vực này. Cuidado. É se no pesado, pequeno. Água entrar. Água entrar e tá assim pesado. Sim. Cái gỗ này nó khô, mà là nó khô nó rất là nhẹ, nhưng mà sau khi các bạn ấy để dưới này nó ẩm bây giờ nó rất là nặng. Ở dưới cái này có rất là nhiều cái loại cỏ. Còn hôm nay là có thêm một thành viên mới. Một thành viên mới, bạn này là mới làm được từ sáng. Còn mà bạn áo xanh kia là Stivel. Còn bạn này là Odivaldo. Còn ở dưới kia bạn Antonio là đang nhổ hết cái cỏ dưới kia là bạn Antonio bạn làm. Cava fundua. Patata. Iwa cebola. Toàn bộ những cái cây cọ dừa của mình cũng đã hạ hết xuống rồi. Bờ đập các bạn đã đắp xong và hôm qua các bạn cũng đã đắp lại nước, hôm nay bắt đầu lại dâng lên cao. Sáng nay các bạn không tắm thì nhìn nước nó cũng trong. Con tôi là tên tôi là gì? Long vi kè à Gelson
Các bạn ấy đang phải đi chuyển vận chuyển những cái gỗ này về đây. Khoảng tầm chắc là phải cầm các bạn ấy vận chuyển những cái gỗ này về khoảng tầm 80 cọc thì mới đủ được. Bạn ấy đang phải cắt những cái tàu cọ đi để cho nó đẹp, cái cây này mình sẽ để lại. Sáng nay Olipao đủ cắt dưới chặt dưới gốc nhưng mà nó không thẳng, không đẹp. Để cho bạn làm thì bạn làm đẹp hơn, gọn gàng. Bye bye các bạn, tôi là Manelso. Manelso. Liên tục bắt được cua đấy các bạn. Các cây dù anh Grand được. Bị nó cắn rồi. Rồi Olipao đù bị nó cắn rồi. Càng nó to kia nó cắp cho thì cụt tay. Cái bạn ấy bắt xong các bạn cho túi hết. Essi frita. Hả? Ở đây nếu mà các bạn chịu khó về buổi tối các bạn xoay rất là nhiều cua. Essi ai palmeira ai cota. Essa. Sim. Primeiro limpar aqui, eu tô limpando. Sim. Bạn các bạn ấy để thành những cái ống như này xong tí lại vận chuyển lên trên cao cứ vứt chứ không để rìa này, không để rìa suối. Bây giờ là mình nhổ hết cỏ đi cho sạch. Esse canha. Esse puxa lá em cima. Fala pessoal, tome aqui mais. Còn hôm nay thì bạn hôm nay bạn nêu là vẫn đang chặt cây một mình. Mình bây giờ sẽ qua đấy xem bạn ấy chặt cây kiểu gì. Tức là bạn ấy cũng phải hạ đến 4-5 cây rồi, sáng nay rồi. Tá bom. Obrigado. É, se cortar aqui, hein? Dessa completa, o pessoal vir buscar. Aqui. Esse pau bom. Já quanto é litro? Falta bocado. Sim, tchau. Tem que acabar. Tem, então, ir lá. Leu.
Hôm nay là bạn ấy cắt là còn có khoảng tầm chỗ kia thì khoảng tầm nửa lít xăng nữa là hết. Một cái can 5 lít. Nhưng chứng tỏ là cả ngày hôm nay là bạn ấy làm việc là không có lúc nào nghỉ ngơi. Na guata ni fa. Deva gaso, deva gaso. Janwana da. Da deva gaso no eni no mohe kama. Da demora. Da mohe. Da bate mohe. Ya la lejaron. Ya la lejaron to ni fa. Okay, mohe. Để ta come, lại một con bạn lại bắt được thêm con nữa nhưng mà khổ cái con này nó lại chết mất rồi. Các bạn bắt xong rồi các bạn đập chết tại vì là cái cá trê nó có ngạnh, nó có ngạnh nên các bạn rất là hái. Nó cắm nó rất là buốt. Đây sao con me. Mình bây giờ sẽ ngồi đây xem là tình hình các bạn ấy bắt như thế nào. Không bắt được con nào, còn con nào sống thì mang thả. Ra mồi tư đồ. Ai. Ai có lô tơ đi pa. Como? Con la chi leo le morde también. Yeah. Pa simpati. Ok. Càng nó cắt là bạn ấy cho vào mồm ăn cắn được gãy càng ra. Để phôi bô cá tên bi su bê. Ina, tên limpa. Limpa, cá bô cô bố. Pê xì tên. Pê xì mais, gô la un, tá li. Tá mô hê. Ué. Nói mà tá mê, mô tá li pa pa cú mê. Não, não come, está vivo, último a lua é nem grande. Então ele faz trazer para você para cá. Caranguejo, bué. Caranguejo, bué. Peixe, o terceiro aqui, bué. Esse peixe está vivo. Aí vamos dormir, então ele faz trazer peixe. Ok. Está bom, deixa a caixa, deixa lá. Água, não caiu, não caiu. Não acaba mais, deixa assim só. Ah, aí. Okay. Thấy tê khá nhưng nó thấy cua là gái là vali su cô ta cô ta tôi nói phải nên pa cô ta ok à, các bạn cũng đã dọn xong chỗ này thì bây giờ hiện tại là cá sẽ không còn nữa. Ở đồng cuối này là cũng có cá chê, vì cá chê là nó có thể nó sống được là vì là nước nó chỉ cần hơi còn độ ẩm thôi là cá chê nó vẫn sống, nếu mà có bùn thì nó khả năng nó hút bùn nó sống được. Nhưng còn cá rô phi nó cạn là tiền là sẽ bị chết. Vai đi đi pet thôi, nhưng pa la đủ khi bông là cami nhù để tôi tì ra lấy va pau. Cô nè. Cú đa đủ phô gù để pau ấy á. Quốc đa lanh xi mấy.
Esse lavar o primeiro, hein? Sim, sim, Tony Fábio. Lavar limpo. Lavar, depois cozinhar bem, bonito. Các bạn bắt được khối cá rồi, chứng tỏ là dưới cái hồ này cũng đã có rất là nhiều cá chê rồi. Esse é muito carne. Carne é guardaqui bué. Guardaqui de carne, Tony Fábio. Sim, esse é muito carne. Uau. Esse é. Cái càng này rất nhiều nhiều thịt. Mà các bạn ấy bỏ càng đi, các bạn không ăn là phí, hơi phí. Lava. Lava primeiro, pa, trabalhar primeiro, Tony Fábio. Depois lavar a cozinha. Sim. Bây giờ là bạn đi làm việc xong rồi, để tối đến về các bạn ấy sẽ rửa đi tối cho mỡ vào quay lên ăn ngon. Ok. Cút cao rồi. Ali. Tem distante. Não, é próximo. A menina tá ficar aqui. Ok. Eu só tô capinando aqui, que tava trabalhando aqui, não era só eu. Então okay. O meu é ali, tô buscar ali. Ok, vai buscar rápido. Đây là hàng xóm của mình. Três. Sim, sim, três. Bạn ấy đi trồng, bạn ở đây là bạn ấy trồng rất là nhiều bí. Cô đây, busca. Hôm nay. Sim. Aon. Tá bom. Vai lá về. Mình sang đây mua 3 quả bí về ăn. Và sáng mai cho các bạn ấy nấu ăn. 300 một quả, mình mua 3 quả là một bữa sáng của các bạn ấy. Es pequeno. Esse sim. Sang năm mình sẽ trồng nhiều bí hơn. Sang năm mình đầu vụ mới trồng được. Năm nay là mình sang muộn quá nên là không trồng được cái gì cả. Bí thì người dân người ta cũng chỉ trồng vào đầu vụ thôi. Xong rồi sau là mưa, trận mưa thứ hai bắt đầu mới có quả. Vườn nhà bạn ấy rất là toàn thấy có cỏ thôi, cũng chưa cả kịp phạt được. Bây giờ người ta đang dọn cỏ để chuẩn bị vụ mới. Chỗ này là người dân người ta cũng đã trồng sắn rồi, trồng được sắn rồi. Esiteu. Tá bom, planta bué. Đây, những cái này là những cái quả ngứa này. Sau này một có quả là ngứa lắm này. Đây là bà nhà bạn ấy cũng trồng cả trà khoai. Biết ở đây khoai có củ. Đây là người dân là cũng không lên luống. Sinh ta bông. Esse bông. Lê ta sinh bông. Bí là quả như này là mình mua 300 quan. Mua tại vườn. Còn ở trên phố chắc là cũng phải bán được 500 quan. Mình mua 3 quả này về các bạn ấy nấu ăn. Azul trazer lá. Vai levar lá? Levar dessa fora, mandar a pessoa buscar. Ah, já. Yeah. Sim. Então pode ir, vou levar lá. Sim. Pode ir. Ok. Eu ainda estou ficando aqui, depois vou levar lá e vai me dar o dinheiro lá. Ok. Estou tirar mais uma. Sim, ok. Tirar mais uma. Bí là quả nào cũng đều như này. Nên là mình đã mua là tí nữa bác ấy sẽ cầm, à tí nữa là bạn sẽ cầm về tận chỗ lô ăn cho các bạn ấy. Còn mình gửi tiền luôn Akio Pagadinhei đúng không? Đây là 900 quan. Đây là mình cũng không mặc cả mà là bạn ấy bỏ là 300 quan một quả là mình gửi tiền 300 quan một quả thôi. Asi, Pagadinhei đúng không? Tá bom. Depois trazer lá. Yeah, vou levar, yeah. Deixa tanto que água lá em cima aí, é? Yeah, faz bem. Busca. Fecha okay. Mesmo aí para me dar também água, é? Yeah? Ok. Yeah, sim. Vou levar. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với các bạn ở sông suối.
Para tomar alguma coisa? Sim. Você matar ele e morrer no lugar? Apertar, tirar no buraco, ele não escorregar mais. Ok. Ele sim. Mora por Acubué? Sim. Trong quần của bạn ấy cất rất là nhiều cua. Hôm nay là được bữa cua. Con này cua rất to, con nào bạn cũng đã bẻ càng. Bánh mì tù. Vẫn còn thêm mấy con nữa. Nhắc không con nào nó cắp cho. Dạ, hoặc đa bông. Dạ, để nói thì là Valimpu, sì. PV, Casca, Frita. Sì. Cua này rán ăn rất là ngon. Ở phần dưới góc lặn chỗ này là các bạn xuống suối vẫn chưa dọn xong. Còn một đoạn nữa thôi. Hôm nay là một ngày các bạn ấy dọn là các bạn dọn được từ góc này trở lên trên đỉnh chỗ Bà Đập. Sau khi các bạn ấy dọn xong thì suối, dòng suối nước chảy nhìn là rất là sạch rồi. Không còn rác như ngày xưa nữa. Các bạn ở trong suối cũng đã nghỉ. Giờ này là vào buổi chiều tối rồi. Chứ này các bạn ấy, những cái đống lá này mới chỉ có 2 hôm thôi. Đến ngày hôm nay là bắt đầu là cũng đã khô. Buổi mai các bạn sẽ dọn lốt phần cuối đoạn kia là vẫn còn. Ngày mai các bạn sẽ dọn tiếp ở hai bên bờ. Dãy cỏ bên hai bên bờ bây giờ những cây cối này mà đã chặt đi nó thoáng xong rồi cỏ mọc rất là nhanh. Các bạn nên phải dãy qua. Nhìn dòng suối rất là thoáng. Hôm nay hai bạn đi chặt gỗ và là cũng được từng đây. Một người vác, một người chặt. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Dorivaldo, tá bom? Bye bye, caban. Tento lá, Dorivaldo. Bye bye, caban. Tento lá, la Dilson. É caranguejo do Lessa, André? Caranguejo levar já. E já preparar. Ok. Agora estamos a fazer a mecha. Ok. Tá aqui mecha de bordão. Bordão? Sim, sim. O caranguejo, tá aqui. Bué? Dá a ver. Bye bye, caban, tento ir lá, Gelson. Bye bye, caiban, tento ir lá. Gente fina, Estevão. Abre com a cua. Bué. Mas a cua da neta, tu não né? Bagre tudo, bagre tá tudo. Lavar o primeiro. Sim, sim. Dá banho, bagre esse. Bonito. Okay. Peixe bom. Esse... Được bao con cá, các bạn ấy bắt được bao con cá. Esse cria, mãe não aparecer. Mãe amanhã. Mai amanhã mai để út tôi hiu. Hôm nay các bạn ấy bắt cua rất là nhiều. Chỉ có dọn dưới rìa suối này mà bắt được chỗ kia cua là tối nay các bạn ấy có bữa ăn ngon rồi. Còn thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.